Ok, trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt cái lắp ráp cái kính, cái gọng kính cận cho cái kính thực tế ảo Oculus Quest 2. Thì ở đây mình đã có sẵn hai cái gọng kính cận mà mình đã cắt sẵn cho cái kính Oculus Quest 2. Để lắp đặt thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo cái mặt nạ này ra. Ok. Rồi, hãng có tặng kèm cho mình một cái miếng gọi là cái glass spacer. Thì các bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng cái này. Cái mục đích sử dụng cái này nó sẽ tăng cái khoảng cách từ cái gò trán của chúng ta đi vào cái tăng được một cái khoảng cách nhỏ từ cái gò trán vào cái thấu kính này. Đây mình có thể lắp đặt, mình sẽ bỏ như này luôn ha. Rồi, ở đây cái phần quan trọng nhất đó là gắn cái gọng kính này đi vào cái thấu kính. Các bạn ứng chừng nhé. Ở đây nó có một cái góc mèo. Thì ở đây chúng ta sẽ cho cái góc nhô này đi vào trước. Đó, góc này vào trước. Rồi, sau đó các bạn nhấn. Đó, vậy là xong một cái. Cái tiếp theo chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta sẽ cho cái góc trên này vào trước. Cái góc trên này tương ứng với ở đây. Đó, chúng ta sẽ cho cái góc này này vào trước. Đó. Đó, chúng ta sẽ cho cái góc này vào trước. Rồi sau đó ấn cái xung quanh xong. Vậy là xong. Rồi, các bạn có thể lắp cái mặt nạ lên. Vậy là hoàn tất lắp đặt cái gọng kính cận cho kính thực tế ảo Oculus Quest 2 rồi nha các bạn. Chúc các bạn thành công.